Tiếp tục chương trình thì kính mời quý khán giả cùng kết nối với phim trường thời tiết. Thời tiết biển ngày hôm nay và dự báo những ngày tiếp theo sẽ như thế nào? Chị Hồng Giao. Dạ vâng, ghi nhận vào lúc 10 giờ hôm nay, tại đảo Phú Quý và Phú Quốc đã có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Trời còn có mưa dông, dự báo sóng to gió mạnh và trời sẽ tiếp tục mưa ở các vùng biển phía Nam trong đêm nay và ngày mai đấy ạ. Cụ thể, dự báo khắp các vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, ngày mai trời có mưa dông rải rác, đề phòng lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Nếu quý vị có lịch trình ra vào các đảo như là Phú Quý, Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, cần theo dõi sát thông báo hoãn hủy chuyến nếu có đến từ các bến tàu, nhà cảng để có thể chủ động kế hoạch của mình. Gió Tây Nam hiện đang trong những ngày hoạt động mạnh. Điều này thể hiện rất rõ khi các đường dòng gió Tây Nam đậm màu và dày xích trên bản đồ. Không chỉ gây thời tiết xấu trên biển, gió Tây Nam còn làm mưa gia tăng ở khu vực đất liền Nam Bộ. Trong tối và đêm nay, khả năng là mưa còn xảy ra ở nhiều nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại Phước Long, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh, Cần Thơ và các nơi khác của khu vực Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 23 đến 26 độ C. Sáng mai Nam Bộ có nắng gián đoạn, đến trưa mây dông sẽ bắt đầu xuất hiện và gây mưa. Càng về chiều tối dự báo là mưa càng nặng hạt và diện cũng rộng hơn. Quý vị cần đề phòng trong mưa dông dễ đi kèm với gió giật và lốc sét nguy hiểm. Trạng thái sáng nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông sẽ là trạng thái thời tiết chính ở Phú Quốc trong ngày mai. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày là 29 độ C, nắng gián đoạn vào buổi sáng. Chiều tối trời có mưa dông rải rác, dễ đi kèm sấm sét, gió giật. Mưa to cục bộ có thể vẫn gây tình trạng ngập úng ở một số khu vực trũng thấp như vừa qua. Đến đêm trời mát, mức nhiệt không quá 26 độ C.